Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 18 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua 17 tháng 1, Thành ủy Hà Giang đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 29, khóa 16, nhiệm kỳ 2010-2015 để kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các đồng chí ủy viên ban chấp hành trong năm 2014. Dự hội nghị có lãnh đạo ban tổ chức, ban dân vận và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp và kết quả lấy phiếu biểu quyết đánh giá các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ. Trong năm qua, Ban chấp hành Thành ủy đã thực hiện tốt quy chế làm việc, đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy được trí tuệ trong công tác lãnh chỉ đạo. Đồng thời, xây dựng các nghị quyết chuyên đề, đề ra các chủ trương giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cũng như khắc phục những hạn chế yếu kém trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tại hội nghị, với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, các ủy viên ban chấp hành đã thảo luận, tham gia đóng góp đối với từng cá nhân đồng chí ủy viên ban chấp hành, trong đó các ý kiến thể hiện trách nhiệm và mang tính xây dựng cao đối với đồng chí của mình. Đồng thời cũng thẳng thắn, mạnh dạn chỉ ra những yếu kém, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh chỉ đạo. Theo đó, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cần tập trung chỉ đạo tốt công tác đại hội đảng các cấp, tiếp tục cụ thể hóa triển khai các hoạt động mừng đảng, mừng xuân và đón Tết Ất Mùi 2015. Đôn đốc đẩy nhanh các công trình chào mừng đại hội đảng các cấp, công tác trang hoàng, trang trí đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức tốt hội nghị quân dân chính, các hoạt động chào mừng ngày thành lập đảng, làm tốt công tác chống đói rét cho gia súc gia cầm, có kế hoạch trồng, chăm sóc cây vụ đông và vụ lúa đông xuân 2015. Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng, kiện toàn lại bộ máy thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, qua đó phát huy được trách nhiệm, khả năng và năng lực của mỗi cán bộ ở thôn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Tỉnh Hà Giang đã triển khai kế hoạch thực hiện thí điểm về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tổ dân phố, tại 9 xã và 122 thôn, tổ dân phố thuộc 3 huyện Vị Xuyên, Mèo Vạc và Xín Mần. Trên cơ sở thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Vị Xuyên đã xây dựng đề án thành lập thí điểm hội đồng quản lý và phát triển thôn tại hai xã Trung Thành và Việt Lâm. Thôn Trang, xã Việt Lâm là một trong hai thôn được chọn thí điểm để thực hiện. Sau khi tiến hành triển khai, thôn đã tiến hành tổ chức họp dân lựa chọn, biểu quyết các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng và các chức danh khác. Bộ máy của ban quản lý thôn được rút từ 12 chức danh xuống còn 7 chức danh. Theo đó, bí thư chi bộ thôn kiêm chủ tịch hội đồng quản lý phát triển thôn, trưởng ban mặt trận tổ quốc thôn, phó chủ tịch hội đồng quản lý và phát triển thôn kiêm cán bộ khuyến nông, thú y thôn. 5 chức danh còn lại là cán bộ cựu chiến binh, hội người cao tuổi, hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên trong thôn. Việc kiêm nhiệm các chức danh bán chuyên trách thôn theo hướng tinh gọn hơn tạo điều kiện cho các thành viên trong hội đồng quản lý thôn hưởng thêm mức phụ cấp. Do đó, trách nhiệm của mỗi cán bộ thôn phải nêu cao tinh thần để hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ. Từ khi theo chính sách của tỉnh làm thí điểm mô hình hội đồng phát triển thôn, thì bản thân tôi được làm chức danh phó chủ tịch hội đồng phát triển thôn, thì được kiêm nhiệm thêm một công việc là khuyến nông, khuyến lâm, thú y, giảm biên chế con người xuống. Thì thứ nhất về thuận lợi là gọn con người, họp rồi là hội ý, rồi quy trách nhiệm từ mỗi thành viên của hội đồng thì cảm thấy nó thuận lợi hơn so với ngày xưa. Các cái mặt hoạt động của thôn ấy thì nó không rườm rà như trước. Đấy, trước kia là mình chưa thành lập cái hội đồng quản lý phát triển thôn này thì thôn có hàng 12 chức danh. Trong cái các cái chức danh này đối với phụ cấp thì cũng rất là ít ỏi. Do vậy là tinh gọn như vậy thì về cái phụ cấp thì cho các thành viên này có nâng lên cái tinh thần làm việc nó có sẽ phấn khởi hơn và cái trách nhiệm của các thành viên nó sẽ cao hơn. Theo đề án, số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được bố trí theo hai mô hình. Mô hình thứ nhất được bố trí từ 12 chức danh xuống còn 7 chức danh. Mô hình thứ hai được bố trí từ 12 chức danh xuống còn 10 chức danh. Những người kiêm nhiệm các chức danh khác nhau ở thôn, tổ dân phố, bản được hưởng 100% mức phụ cấp của tất cả các chức danh. Đối với cấp xã, ngoài chức danh chính, được kiêm nhiệm tối đa thêm một chức danh khác và được hưởng phụ cấp 50% đối với xã nội địa, 100% đối với các xã biên giới. Việc triển khai thí điểm mô hình bố trí về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố được triển khai trong vòng 1 năm để làm cơ sở đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. Mục đích thì nó có hai cái mục đích. Một
là nhằm thực hiện đúng cái quy định của chính phủ về đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã và thôn. Và mục đích thứ hai là nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cái đội ngũ cán bộ chuyên trách của xã và đặc biệt là cấp thôn trong cái thời gian tới. Trong năm 2015 là triển khai thí điểm, cuối năm sẽ đánh giá và năm 2016 thì sẽ đề xuất mô hình cụ thể với ban thường vụ và sau đó thì hội đồng nhân tỉnh sẽ ra nghị quyết về cái quy định về cái số lượng cũng như là chế độ cho cán bộ không chuyên trách các thôn và tổ dân số trên địa bàn toàn tỉnh. Với việc triển khai thực hiện thí điểm về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang làm cơ sở đánh giá để lựa chọn phương án tối ưu nhất phục vụ cho việc xây dựng nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Góp phần tăng cường thực hiện kiêm nhiệm giữa các chức danh, đảm bảo tinh gọn, đầy đủ chức danh phụ trách từng lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ hiện nay tại cơ sở. Mới đây tại huyện Mèo Vạc đã tổ chức hội nghị tổng kết cụm giao ước thi đua số 1 gồm 5 huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn và huyện Bắc Mê nhằm đánh giá hoạt động thi đua trong công nhân viên chức trong năm 2014 và triển khai công tác thi đua năm 2015. Trong năm 2014, cụm giao ước thi đua đã phấn đấu thực hiện hoàn thành mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội nghị quyết đề ra, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Cụm tổ chức tốt việc tặng quà, hỗ trợ cán bộ công nhân viên chức lao động nghèo trong các dịp lễ Tết, hoạt động tháng công nhân và chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam được tổ chức với nhiều nội dung phong phú, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia. Phong trào thi đua yêu nước được Liên đoàn Lao động các huyện chú trọng phát động sâu rộng, tiêu biểu là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, củng cố kiện toàn công đoàn cơ sở, việc giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp đảng đạt chỉ tiêu giao. Trong năm, các huyện đã xét, tặng giấy khen cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn. Năm 2015, các huyện sẽ tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thu kinh phí công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn giỏi về nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động. Với những kết quả đạt được, cụm giao ước thi đua đã bình xét khen thưởng, đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu là huyện Mèo Vạc, tặng bằng khen cho hai đơn vị xuất sắc là Liên đoàn Lao động Yên Minh và Quản Bạ. Tại hội nghị, năm huyện đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trong các năm tiếp theo. Với định hướng phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hàng hóa tập trung, trong năm 2014, huyện Vị Xuyên đã từng bước chuyển đổi hình thức chăn nuôi đại gia súc lấy sức kéo sang hình thức chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa tập trung, đồng thời thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại phù hợp với thế mạnh của từng vùng. Trong năm 2014, huyện Vị Xuyên đã thực hiện rất nhiều chính sách hỗ trợ nhằm phát triển ngành chăn nuôi như hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển chăn nuôi trâu bò hàng hóa, hỗ trợ xây dựng chuồng trại, hỗ trợ thực hiện trồng mới 500 hectare cỏ. Song song với việc mở rộng quy mô, công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm cũng được quan tâm chỉ đạo từ huyện đến các cơ sở và đã có các giải pháp phù hợp góp phần không nhỏ trong việc tăng trưởng đàn gia súc gia cầm. Tổng đàn gia súc hiện có trên địa bàn toàn huyện Vị Xuyên là trên 110.000 con. Trong năm 2015, huyện Vị Xuyên xác định tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, quy mô trang trại và duy trì chăn nuôi nông hộ theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích tổ chức sản xuất khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt giảm chi phí. Đồng thời giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tăng cường nguồn lực để chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tập trung xây dựng mạng lưới thú y để đào tạo, tập huấn, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi, xây dựng các mô hình trình diễn chăn nuôi an toàn sinh học. Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, như thông tin đã đưa, vào khoảng 20 giờ 30 phút tối 12 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Quang đã nhận được tin báo của Công an xã Việt Vinh về việc phát hiện bà Hoàng Thị Đương, sinh năm 1936, trú tại thôn Tân Thành, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, bị tử vong tại gia đình, trên đầu có nhiều vết thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Quang
đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Giang và Công an xã Việt Vinh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Tại hiện trường đã thu giữ được một con dao bằng chuôi gỗ và nhiều dấu vết liên quan và đã xác định đây là vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Quang đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát lên danh sách những đối tượng có biểu hiện phạm tội trên địa bàn. Qua quá trình điều tra xác minh, thấy nổi lên đối tượng Tăng Văn Viết, sinh năm 1994, trú tại thôn Tân Thành, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế và việc đi lại bất thường. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bắc Quang đã ra lệnh bắt khẩn cấp tạm giữ đối tượng Tăng Văn Viết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ trong điều tra phá án của lực lượng công an, đối tượng Tăng Văn Viết đã khai nhận về toàn bộ hành vi phạm tội giết người cướp tài sản đối với bà Hoàng Thị Đương. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí về văn hóa giữ vai trò quan trọng. Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã gặt hái được những thành công nhất định khi gắn xây dựng nông thôn mới với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Từ đó đã phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Xác định được vai trò quan trọng của yếu tố văn hóa, ngay từ bước đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã ra sức thực hiện để hoàn thành các hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cũng như xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhân lên các giá trị văn hóa. Trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới, để xây dựng các thiết chế văn hóa thì cần phải có nguồn kinh phí. Bởi vì ngoài cái kinh phí hỗ trợ của nhà nước ra, thì riêng đối với xã Việt Lâm chúng tôi huy động cái nguồn xã hội hóa. Do vậy nếu mà tính về cái thiết chế văn hóa thì đặc biệt phải làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động và công khai dân chủ để cho các hộ gia đình cùng chung tay góp sức để có cái nguồn từ xã hội hóa thì mới xây dựng được các cái thiết chế văn hóa ở các thôn bản mới thành công được. Là xã điển hình trong hoàn thiện thiết chế văn hóa, đồng thời là xã đầu tiên đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Hiện nay, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã có 2 trên 8 nhà văn hóa thôn được xây mới, 6 trên 8 nhà văn hóa còn lại được nâng cấp. Xã có 8 trên 8 thôn đạt chuẩn làng văn hóa và luôn ở mức ổn định bởi tỷ lệ sinh con thứ 3 không có, an ninh trật tự được giữ vững. Trước khi được công nhận xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên đã hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa như hội trường đa năng, khu thể thao xã đã đạt chuẩn, nhà văn hóa các thôn bản. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, thì ngoài cái vấn đề đầu tư về cơ sở về vật chất về văn hóa, thì địa phương chúng tôi quan tâm với lĩnh vực văn hóa. Thứ nhất là nghị quyết của Đảng ủy đã ban hành một cái nghị quyết cụ thể chuyên đề về lĩnh vực văn phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau đó, Ủy ban nhân xã đã triển khai nghị quyết thành kế hoạch cụ thể. Thứ nhất là để củng cố và kiện toàn lại các đội văn nghệ dân gian ở các thôn và các phong trào thể dục thể thao quần chúng ở các thôn. Hàng năm có tổ chức cái ngày hội văn hóa thể thao và du lịch của các thôn bản. Từ ngày xã Việt Lâm được bắt tay vào xây dựng nông thôn mới đấy, tinh thần của nhân dân nói chung và nhất là bản thân tôi thì cảm thấy là rất phấn khởi ở cái chỗ là cái khâu văn hóa văn nghệ hàng tháng và hàng kỳ ấy thì được giao lưu với nhau. Vì thế là khơi dậy lại các cái vấn đề văn hóa văn nghệ, nhất là cái văn hóa văn nghệ dân gian của dân tộc. Vâng. Hàng ngày được biểu diễn, hàng biểu diễn hàng tháng đấy. Vâng. Cho nên là từ đó cái tinh thần của nhân dân rất phấn khởi và bản thân tôi cũng được trực tiếp tham gia và nghe và xem. Thì thế là cái tinh thần của nhân dân càng ngày càng được cải thiện. Xây dựng nông thôn mới trên cơ sở bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ đổi thay bộ mặt nông thôn mà còn nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để nhân lên các giá trị văn hóa truyền thống. Với những thành tích đã đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới, kíp phóng viên thực hiện chương trình khách mời HTV của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang đã tìm hiểu về văn hóa tiêu chí quan trọng trong việc góp phần xây dựng nông thôn mới. Chương trình đã gặp gỡ với các vị khách đến từ huyện Vị Xuyên để cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong việc thực hiện các tiêu chí về văn hóa. Qua đó để các xã thị trấn có thể vận dụng vào địa phương của mình, những nơi mà vẫn đang trên bước đường thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Bản tin thời sự ngày 18 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang tới đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.